Xin chào tất cả các bạn nha. Có lẽ là mẫu xe đệm ba bánh ngày hôm nay Mạnh Phát giới thiệu mọi người là một trong những mẫu xe đệm ba bánh mà đáng yêu nhất, trẻ trung nhất và giải màu cực kỳ đẹp cho mọi người nhé. Và đây là bốn màu của cái mẫu xe đệm ba bánh mini đô thị này. Mẫu xe này Mạnh Phát không gọi là mẫu xe đệm ba bánh cho người già, người khuyết tật, mà Mạnh Phát gọi là mẫu xe đệm ba bánh cho tất cả mọi người. Tại vì sao như vậy? Bởi vì nó nhỏ gọn, thậm chí hơn cả một chiếc xe hai bánh, nhưng mà nó lại có rất nhiều tính năng và đặc biệt là không thể đổ được và cực kỳ dễ lái nha mọi người nhé. Đây, anh em kỹ thuật sẽ quay này, quay gần lại một chút cho mọi người xem từng màu một này. Đây, đây là màu hồng này. Đấy, quay check cho, đứng bên này quay vào cho mọi người xem này, từng màu. Đây. Con này là con màu hồng nhá, hồng nhạt nhá mọi người nhá. Đấy, đi xe đây, đi quay xe đây. Ok, màu hồng nhạt này. Ok. Màu bên trong này, đây anh kỹ thuật đứng lên vỉa hè để quay này. Quay check xuống một tí cho mọi người. Màu tiếp theo là màu xanh này. Màu xanh quân đội nhưng mà cũng là xanh hơi nhạt nhạt, rất là trẻ trung nhá. Giải màu của nó phối ba màu rất là khéo. Bao giờ ở giữa cũng có màu trắng này. Đây là màu đỏ này. Đấy, đây là màu đỏ này. Đấy. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ lấy phiên bản màu xanh này ra đã đấu sẵn bình để giới thiệu cho mọi người nhá. Đây chính là phiên bản màu xanh của chiếc xe này. Xe này rất là nhỏ nha mọi người nhá, rất là nhỏ và gọn mà cực kỳ nhiều tính năng. Đấy. Vẫn có một chiếc giỏ sắt đằng trước để chúng ta đi chợ này. Đấy, giỏ cũng rất là chắc chắn này. Cái chắn bùn đằng trước lại có một cái giải màu trắng này, rất là trẻ nhá và đồng màu với xe. Xe này trang bị là bánh 300-8, lốp không xăm, hai giảm sóc dầu đằng trước này. Đấy, xe có cả phanh chân này mọi người nhá. Phanh chân này. Ghế trẻ em này. Mọi người thấy không? Gọn nhá. Xe được thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng mà lại đi được là hai người lớn, một trẻ em. Xe này mà mua cho gia đình trẻ đi là hết ý luôn. Hay là thậm chí là mua cho các bà mà đưa trẻ con đi học thì cũng miễn chê. Một bé ngồi sau này, một bé ngồi trước này, có cả chỗ bám này. Đấy. Xe thì sẽ có là hai phanh tay độc lập và một phanh chân này. Phanh tay bên phải là phanh trước, bên trái thì là phanh sau. Phanh chân thì cũng là phanh sau nha mọi người nhé. Đây phanh chân này. Đấy, rất là xịn. Đây bật khóa lên này. Mặt đồng hồ thì nó sẽ hiển thị là vạch báo phần trăm pin này, 10, 30, 60 và 80 này. Đấy, đèn còi xi nhan đầy đủ này. Thậm chí là xe có cả số tiến số lùi cơ này. Đây này, ga lên đi lùi này. Đấy. Ga lên đi tiến này. Mọi người nhìn nhé. Đấy, đây nó sẽ có nấc là 1 là chậm nhất này, 2 này và 3 này. Rất là gọn. Xe đi lên dốc mà để này có cả hãm phanh ở hai bên luôn. Đấy, nhỏ nhưng rất là có võ đúng không ạ? Rất là xịn sò. Đây mọi người nhìn đi ạ. Cái thiết kế của xe nó quá trẻ trung và gọn nhá. Cái khoảng cách giữa hai bên này nó chỉ có 60 phân thôi. Đấy, nó chỉ nhỏ bằng cái phần tay lái thôi. Đấy, đằng sau cũng có một cái giỏ để đồ này. Đấy, rất là chắc này. Tựa lưng đằng sau này. Đây nha, mình sẽ mở khóa cho mọi người xem này. Bên trong này là bình ắc quy, xe chạy 4 bình lớn nhá. Đây. 4 bình lớn luôn. Chạy được 5-60 cây một lần sạc nha mọi người nhá. Kèm theo xe là một bộ khóa khóa điện để remote bật từ xa luôn này. Không cần chìa khóa này. Đấy. Rất là hiện đại nhá. Đây mình sẽ đi thử cho các bạn xem này. Xe đi rất là sướng luôn. Đây, mọi người nhìn nhá. Đây. Đấy. Xe đi thích lắm. Xe này đi không đổ được nhá mọi người yên tâm. Đây. Đấy, nhỏ gọn này, đi luồn lách rất là dễ. Các bà, các mẹ hay là các anh mua đi chở trẻ con chiều chiều đi dạo hay là đưa đi học, đón đi học về cũng rất là thích nhá. Đấy. Giá thành thật rẻ hơn cả xe hai bánh. Này có xe hai bánh bây giờ mà ngon thì nó phải 17 18 triệu. Trong khi đó con này có 16 triệu đúng không ạ? Giá rất là hợp lý. Đây. Đẹp miễn chê luôn. Đấy, anh thật sẽ quay kỹ cho mọi người xem đi. Cái đường nét thiết kế của nó rất là thông minh nhá. Đấy. Mình sẽ lập ghế này xuống. Đấy. Thiết kế rất là thông minh luôn. Gọn, đèn điếc đẹp này, xi nhan trước sau đủ cả nhá. Đây. Yên màu nâu hai tầng nhá. Ngồi rõ là một người ngồi đây, một người ngồi đây. Người ngồi sau vẫn để chân ra đằng trước nhá mọi người nhá. Nhìn. Thoải mái rộng này. Như mình là cao 1m73 này. Nặng dạo này gầy đi. Còn có 66 cân nữa mọi người ạ, không phải 68 cân như ngày xưa. Ngồi rất là rộng, thoải mái này. Đấy. Xe nói chung là rất là dễ lái thôi, không đổ được, ai cũng lái được. Thậm chí là mua cho các bé cấp 3 đèo các em đi chơi cũng hay, cấp 2 cũng đi được. Với xe này có đổ đâu mà rất là thấp nhá. Đây, mặc dù thấp nhưng mình ngồi lên thì mọi người đánh giá thế nào ạ? Cũng không phải là bé quá đúng không ạ? Nhưng mình mặc dù nó thấp, con này xe đi rất là hay nhá. Đấy, bên chung là chiếc xe này là dành cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi gia đình, thậm chí là còn đi cả vào thang máy luôn, đi lên tầng luôn nha mọi người nhá. Đấy, nó gọn cực kỳ luôn, đi rất là hay đúng không ạ?
Sản phẩm này sẽ được Mạnh Phát bảo hành là khung sửa động cơ là 3 năm, AQI 18 tháng, hệ thống điện là 12 tháng và đặc biệt là được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nha mọi người nhé. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, có tuyệt vời không ạ? Một trong sản phẩm rất là đẹp và rất là hot. Đấy, sản phẩm này cũng là một trong những sản phẩm mà Mạnh Phát bán rất là chạy trong các dòng xe ba bánh của mình nhá. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về xe điện ba bánh, ngoài mẫu này ra còn tất cả các mẫu khác nữa. Ví dụ như đây, Mi Pro này, đấy, đỏ xám này, hay là Goza Pro này, nhà mình đều có đủ cả. Đây, nhà mình đều có đủ cả. Thì mọi người có nhu cầu về xe điện ba bánh thì nhấc máy và alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 1111 nhá. Mình nhắc lại này, 085 993 1111. Đối với tất cả những sản phẩm xe mới từ 3 bánh đến 2 bánh thì Mạnh Phát đều miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho tất cả các bác luôn. Nên là mọi người yên tâm nhá. Anh chị em nào có nhu cầu thì nhấc máy vào luôn cho mình nhá. Nếu thấy video hay thì xin tặng Mạnh một đăng ký và like video nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.